khắp gần xa. Corona chia ly bao nhà trai đất, bỗng dưng trầm lắng. Đất nước lao đao Covid, vì nó hạnh phúc lìa xa, hiểm nguy lan nhanh mọi nhà. Cả nước như đánh giặc, chiều lính áo trắng ra quân, sát cánh cùng với nhân dân lương đi trở thành chiến sĩ. Cả nước đang ra trận, giữ cho tổ quốc yên vui. Việt Nam những tâm con người cùng nhau vang vang hùng ca. Việt Nam chiến thắng bao lần, cùng nhau vang vang hùng ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.